14:39 ngày 15 tháng 2. Tức là hôm nay đã là chiều 30 Tết. Tính theo âm lịch của chúng ta thì hôm nay đang là chiều 30 Tết. Hôm nay tôi sẽ làm một cái video chia sẻ với các bác về một cái nội dung. Đó chính là chúng ta sẽ sử dụng những cái điện thoại như này để hoàn toàn có thể tạo ra được những cái video chất lượng, không rung rật, đúng tiêu chuẩn để xuất bản lên trên YouTube hoặc là trên những cái thiết bị mạng bây giờ. Tôi đi vào nội dung luôn bởi vì nó rất đơn giản thôi, cũng không có gì, chỉ lấy của các bác tầm 2-3 phút. Các bác thực sự quan tâm, muốn có những video đẹp, muốn sử dụng mà cái điện thoại của chúng ta hiệu quả thì các bác xem video này một chút thôi. Thì cái việc đầu tiên thì những cái điện thoại bây giờ nó đều cung cấp cho chúng ta những cái tính năng rất là cao cấp, như dòng iPhone hay dòng Oppo, Samsung, những loại phổ biến ở Việt Nam thì đều hỗ trợ tính năng quay phim, quay video rất là chất lượng cao. Thì đó là vấn đề của cấu hình của máy rồi, không nói. Nhưng để sử dụng được nó thì đây tôi có 3 điện thoại thì cái nào cũng quay được. Và đây là cái của nhà tôi hay dùng, toàn là smartphone hết. Bây giờ thì ít dùng máy, bản thân tôi thì tôi dùng cái máy đều thôi, nhưng đây là cái máy bán hàng. Thì bình thường ấy, thì tôi thông thường hay thấy mọi người, các bác là hay cầm máy như này để quay, cầm một tay như này, cầm như này luôn. Thì như thế là cách cầm máy sai. Như thế cái hiệu ứng hình ảnh khi ra ấy, nó sẽ theo cái hình dọc này. Ví dụ đây, tôi ví dụ luôn nha cho các bác hình dung này. Đây là cái màn hình đen này, đang là màn hình điện thoại, màn hình máy tính của các bác đúng không? Thì khi các bác quay video mà hình các bác quay dọc cái điện thoại này thì lên hình ảnh thì nó sẽ là như thế này đây này. Đấy, nó chỉ có cái điểm ảnh ở giữa thôi, còn hai cái bên của cái màn hình này nó sẽ đen. Đấy, thì các bác phải cầm làm sao cho đúng. Thì cầm cho đúng là cầm như này này. Cầm cho đúng là cầm như này. Cầm ngang ra. Đúng không? Thì khi tương thích thì nó mới đặt dọc vào đây. Đây, như vậy nó kín cả cái màn hình này luôn. Mình không cần hiểu biết nhiều về công nghệ, mình chỉ cần tôi giải thích như thế để các bác hiểu đơn giản. Chứ còn nói bao nhiêu inch, bao nhiêu chấm thì các bác không phải dân công nghệ sẽ khó hình dung. Cho nên cứ hiểu cách cầm máy đúng là cầm như thế này là đúng. Cầm máy ngang. Đấy điều đầu tiên, cầm máy ngang. Điều thứ hai tôi muốn chia sẻ các bác là cầm thì sẽ tạo được 3 cái điểm. Thứ nhất là hai tay mình cầm như này, đúng không? Nhưng mình không cầm máy xa, không cầm như này, cũng không cầm sát ngực. Mà các bác cầm làm sao khi mà hai cái tay các bác để cạnh sườn của các bác, cái khuỷu tay của mình ấy. Tôi nói thế các bác hình dung ra chưa? Các bác nào mà chưa hình dung, các bác cầm cái điện thoại lên, cầm thử như tôi vừa bảo, cầm như này đi, cầm như này, sau đấy đưa hai tay của mình trở lại vị trí phía sườn của mình. Ok, chắc chắn không rung giật, chính là những cái điểm đấy thì cái cánh tay của chúng ta nó mới tạo được cái sự vững chắc, không rung giật. Cũng như giống như các bác đi bắn súng chẳng hạn, thì lúc mà bóp cò thì người ta hay thường bảo là lín thở bóp cò chính là không tạo được cái sự rung giật tại thời điểm đấy, chính là yếu tố chống rung. Trong những trường hợp bắt buộc phải vẫn phải rung thì hạn chế, nó phải hạn chế tối đa cái phần rung. Với các bác mà thợ đi bẫy chim chẳng hạn thì nó đã có những cái thiết bị như này, là cái giá đỡ điện thoại họ đã thiết kế hỗ trợ cho mình rồi, thì các bác chỉ việc gài cái điện thoại vào đây thì nó cũng rất là tốt. Thế tuy nhiên là không phải lúc nào cũng phải mang cái này đi được, có những lúc vẫn phải dùng cơ học, dùng chính tay của chúng ta, gặp một vụ tai nạn giao thông hay gặp vụ gì đấy hot hot trên đường muốn rút ra quay ngay, chẳng nhẽ lại mang những thiết bị này đi, đúng không? Thì các bác đi bẫy chim, đi chủ động với cái video của mình trước mắt thì các bác mới cần cái này. Còn thực tế thì khi các bác dùng thì chỉ có điện thoại đút túi quần và bỏ ra và quay luôn. Thì vừa rồi tôi vừa chia sẻ những cái điều cơ bản nhất để tạo ra được một cái video hoàn toàn chất lượng, chỉ thông qua hai vấn đề thôi. Cầm máy quay ngang ra, đừng quay dọc là một. Thứ hai là cầm máy chắc chắn không rung. Khi bắt buộc phải di chuyển máy thì vẫn giữ nguyên vị trí như vậy và nhẹ nhàng đi từ từ. Bởi vì chúng ta không phải những nhà quay phim chuyên nghiệp, như bản thân tôi cũng làm nghiệp dư, nhưng đấy là những kiến thức cơ bản mà tôi đã làm và đã trải nghiệm. Bây giờ chia sẻ lại cho các bác xem lại. Các bác nào thấy hay, thấy bổ ích thì chia sẻ cho bạn bè mình cùng xem. Cũng rất nhiều người làm cái nội dung này rồi, nhưng mà mục tiêu của cuộc sống là mình cứ biết đến đâu thì mình làm đến đấy, mình chia sẻ đến đấy. Càng nhiều những cái tốt cho cuộc sống thì càng tốt. Đơn giản vậy thôi.
Bây giờ thì tôi sẽ tạm dừng video này đây, đi chợ Tết một tí. Hy vọng là ở chợ Tết thì sẽ có nhiều điều để mà tôi quay, để cố gắng. Tại cái thời điểm mà đêm gần giao thừa tôi xuất bản một cái video nữa. Nội dung của video chắc chắn là cũng rất nhiều những cái lời cảm ơn các bác là khách hàng nhà tôi trong một cái năm 2017 đang sắp sửa qua này, chiều 30 Tết, bây giờ đang chiều 30 mà. Rồi, xin chào toàn thể các bác.